mình yêu thích hoa hồng. Em đang sưu tầm bonsai chỉ trên cả nước, đang sinh trên cuộc sống cho Hậu Giang ạ. Dạ, em đang hiện tại là em đang ở bãi biển của An Nhơn, hết cô chú anh chị ở thành phố Cần Thơ. Dạ chào Phương ơi, dạ con xin chén chào cô chú bác anh chị gần xa. Hôm nay con mới về được mấy phôi mai xin được giao lưu cô chú bác số điện thoại con là 0939198843, số đó cũng giờ là Zalo đây là mã số 1 mã số 1 nha cô chú. Một cốt cốt cành thăng lắc nha cô chú. Bán xả hàng đang kiếm đi mua cây khác cô chú ơi, này bão quá. Dạ, tốt trên đây là 39 nha cô chú. Cao là 95. Tổng cụm đế là 170 à. Mã số 1 này con xin giao lưu là 6.500.000 à. Dạ, bao ship toàn quốc rồi chú. Dạ. 6.500.000. Theo là mã số 2 cô chú. Cái này một cốt hai thăng nó chập ra luôn nha cô chú. Chập dính luôn à. Cái này một cốt. Đang một quá trời luôn. Là 45 à. Này xét lộ xe hơi ồn cô chú thông cảm thôi chú. Tổng cụm đế là 180 à. Cụm cụ đế đặt ở trên đây là 100 à. Mã số 2 chiều cao là 85 à. Mã số 2 này xin giao lưu là 7.500.000 à. Số 3. Dạ, số 3. Cây này trắng cực con cao xuống ha cô chú anh chị. Cốt cành thì đóng tướng vậy luôn, cái này mình vui chơi luôn ha cô chú anh chị. Mặt cắt kém nữa mạnh luôn ha cô chú. Cái mã số 3 này nó chỉ có mấy cái lỗi là nó có thể hồi xưa bị tát nhánh rồi vô. Với cái thẹo ở trên đây nè, nó đi cái đọt mới xử lý keo. Để khi nào cô chú nhận cây cô chú không phàn nàn con. Cái này cái trồng rễ cũng cũ lắm, không có chị đó thì luôn. Dạ là 39 à. Tổng cụm đế là 150. Cao là 105. Mã số 3 này xin giao lưu là 3.900.000 à. Dạ. 3.900.000 thì cô chú anh chị. Tứ quý. Cốt thành tiền luôn. Dạ, mã số 4 cũng là tứ quý luôn đó cô chú anh chị. Cái này thì nó rất là dốt cây nha cô chú. Cốt thành tiền.
đẹp mà chỉ cần điều thôi chú. Dạ. À, đến nơi mà nó quên cái nào để không biết. Vậy là 38 à? Cụ đặt trên đây là 60 à? Cụ đặt ở dưới là 81 à? Cao 145 à? Cái này nó gió còn có 10 thôi chú. Mã số 4 này con xin giao lưu là 8 triệu đồng à. Bao ship toàn quốc à. Cái này mình ghép màu chơi luôn. Dạ 8 triệu mã số 4. Mà vàng cô chú. Mã số 5 là lùng lực thôi. Lùng lực mà nhìn giống hú rồi cô chú. Cái này lùng đế hóa là lùng luôn cô chú. Dạ là 40 à. Cao là 59 à. Tổng cộng đế là 170 à. Mã số 5 này xin giao lưu là 6.800.000 à. Cổ tay không? Mày nói chỉ có cái lỗ là cái ghế này. Giờ nó chai rồi. Vậy là 45 hoành à. Tổng cùng thế đạt là 180 à. Cao là 139 à. Mã số 6 này con xin giao lưu là 9.500.000 à. 9.500.000 cho cô chú anh chị. Cái này về là mình cua bầu ra chào một lì luôn rồi cô chú chị nha. Này một cốt mà chỉ cành đều đấy đều cô chú, một cốt hai thằng cô chú. Này lên cây tử. Cái này cô chú chị mình ghép cái tàn tự giống không có cô chú. Là 42 à.
Còn đôi trong cây tử không, cây trong là 33. Cây tử này 16 à. Cao 145. Tán ngang 63. Tổng cụm đế là 230. Mã số 7 này xin giao lưu là 11 triệu à, có bao ship 300 km cô chú. Dạ, 11 triệu cho cô chú anh chị. Mười một ở số 7 này xin giao lưu là 11 triệu rồi, bao ship 300 km cô chú. Đấy thì nó không có trống hết nhà luôn quý vị nha. Dạ mã số 8 cho quý vị. Số 8 là một cây số quý tốt cả quý vị cho quý vị nha. Cây này thì đông tụt mạnh luôn nha cô chú. Cây này đế là cũ là đặt hết trơn. Cây này đế lên luôn quý vị mà cái cây đế quá trời luôn. Cốt cành thì nó không có trống chỗ nào vậy. Vậy là 38 quành à. Củ đó đặt ở trên đây đó là 100 à. Còn nguyên cụ đế đặt ở dưới đây là 150. Tổng cụm đế là 201 à. Cao là 127 à. Mã số 10. Mã số 8 này cũng là mã số cuối đây, cô xin giao lưu là 14 triệu 500 ngàn à. Con bao ship 300 km cô chú. 14 triệu 500 bao ship 300 km cô chú. Này để con xây một vòng nữa cho cô chú coi. Dạ, mã số 8 này cũng là mã số cuối à. À, cuối clip con xin kính chúc sức khỏe con chú bác anh chị gần sao, mong con chú bác anh chị gần sao ủng hộ cho con ạ. À. Con xin cảm ơn ạ. À.